Đầu cầu của Ngọc Lặc, mời Ngọc Lặc. Em xin chào quý thầy cô cùng các anh các chị đồng nghiệp của các điểm cầu. Hôm nay em xin thay mặt cho bệnh viện Ngọc Lặc báo cáo các bệnh hội chẩn ngày hôm nay. Một hành chính, bệnh nhân nam 66 tuổi, địa chỉ Thạch Thành, Thanh Hóa, vào viện vào hồi 10 tháng 11 năm 2022. Lý do vào viện là đau ngực, tiền sử là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gút điều trị thường xuyên. Bệnh sử khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 11, bệnh nhân ở nhà xuất hiện đau ngực, vào viện điều trị với chẩn đoán đau thắt ngực không ổn định, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Tới 9 giờ ngày 13 tháng 11, bệnh nhân xuất hiện tụt ý thức, cửa lát gâu 13 điểm, yếu 1/2 người trái, nắng ngọc, được chụp CT sọ não, thấy hình ảnh nhồi máu não, chuyển hồi sức cấp cứu trong tình trạng. Bệnh nhân cửa lát gâu 13 điểm, nói ngọng, lắc mắt ngoài, yếu 1/2 người trái, cơ lực 3/5, tim nhịp không đều, tần số từ 90 đến 100 chu kỳ trên phút, huyết áp là 130 trên 80 mm ngân. Diễn biến điều trị tới ngày 16 tháng 11, bệnh nhân Glasgow 10 điểm, tụt lưỡi, huyết áp 130 trên 80 mm thủy ngân, được đặt ống nội khí quản thở máy. Các cái xét nghiệm cận lâm sàng em đợi lên hệ thống, em bổ sung xét nghiệm ngày 21 tháng 11, creatinine là 325. Chẩn đoán hiện tại là nhồi máu não, suy tim EF 40%, suy đa tạng, đái tháo đường type 2, viêm phổi tăng huyết áp. Về phần điều trị thì lúc vào thì có paracetamol 500 mg một chai, duloperavir là một viên trên ngày, rosuvastatin 10 mg một viên trên ngày, covaxin 5 mg một viên trên ngày, diamicron 30 mg hai viên trên ngày. Điều trị hiện tại bệnh nhân hồi sức tích cực, an thần thở máy, bù dịch theo IVC, dinh dưỡng qua tĩnh mạch và qua sông dạ dày, meropenem 1 gam 3 gam trên ngày, colistin 2 mu nhân với 2 lọ trên ngày, levofloxacin 750 mg 48/48 giờ, colosemide 20 mg 2 uống trên ngày, glutathione 600 mg 2 uống trên ngày, omeprazole 40 mg 2 uống trên ngày. Kiểm soát đường huyết theo đường tĩnh mạch tổng liều là 20 đơn vị trên ngày. Cập nhật tình hình hiện tại của bệnh nhân. Bệnh nhân điều trị hiện tại ngày thứ 14, thở máy qua cao vi mở khí quản FPO2 là 94%, cắt an thần Glasgow từ 9 đến 10 điểm, huyết áp là 110 trên 80 mm thủy ngân, duy trì hai vận mạch, dobutamin và noradrenalin, glucoma mạch là 12, nước tiểu là 3000 CV là dương 12 cm nước. Em xin hội chẩn là chẩn đoán và điều trị đã phù hợp chưa và hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Em xin hết, em xin cảm ơn thầy cô. Vâng, cảm ơn bệnh viện Ngọc Lặc. Mời thầy Cương chẩn đoán hình ảnh. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ hội chẩn, các bác sĩ ở Ngọc Lặc. Bệnh nhân này thì với cái thông tin lâm sàng của các bác sĩ đưa ra thì cũng khá đầy đủ. Đầu tiên thì bệnh cảnh lâm sàng là một cái hoàn cảnh của đột quỵ, đúng không ạ? Trước hết thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại kiến thức một chút là khi mà đến với chúng ta trong cái tình trạng là đột quỵ thì đầu tiên chúng ta có phải khẳng định là có phải đột quỵ hay không. Cái này thì sau đó thì các bạn phải cung cấp cho cái điểm NIS là bao nhiêu, mặc dù đây là có nó nói là yếu nửa người trái, đúng không ạ? Đấy, thì theo như cái bệnh án mà các bác sĩ đưa ra thì tôi có thể hiểu rằng là các bạn muốn hỏi là nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng thị giác giảm như vậy là do cái gì, đúng không? Thì chúng ta có một phim chụp CT này có lẽ là cái thời điểm gần vào viện, đúng không ạ? Ngày 22 tháng 11, đúng không ạ? À không, cũng là phim khá cũ rồi, đúng không ạ? Dạ, em xin trả lời, phim chụp CT này là chụp vào ngày 13 tháng 11, sau 3 ngày vào viện ạ. Từ hôm đấy đến nay thì các bạn đã chụp lại phim nào chưa ạ? Dạ, chưa chụp ạ. Vâng, thế thì với cái phim mà sau khi biểu hiện bệnh 3 ngày. Cho tôi hỏi tí, xin lỗi thầy Cương, cái ngày vào là 13 điểm, đến ngày 16 bệnh nhân tụt xuống 10 điểm, tại sao chúng ta không chụp lại được? Học là nghe được không ạ? Dạ có, thưa thầy, là lúc vào là lúc chuyển xuống hồi sức là 13 và sau đấy thì tụt ý thức vào hôm... Hôm 16. 16. Tức là sau 3 ngày đúng không? Vào vâng, hôm mùng 10 này chuyển vào kia là 13. Đấy, sau 3 ngày là tụt mất 3 điểm. Đột ngột tụt 3 điểm. Thế chúng ta không chụp lại cái phim đó.
Dạ nhưng không mà cũng tụt điểm ấy. Vâng. Dạ không. Thế thì chắc là thầy Dũng khó khăn đấy. Vâng, thầy mời thầy Cương tiếp tục. Vâng ạ, đối với cả cái bệnh cảnh lâm sàng như này thì có lẽ đây là một cái tình trạng đột quỵ tắc mạch não, bởi vì là ở trên phim chụp CT ở cái thời điểm khá là sớm ngày thứ ba thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái vùng cầu não, thân não đây nó giảm tỷ trọng, đúng không ạ? Đây. Mặc dù là đối với cả những cái trường hợp mà có những cái tổn thương ở vùng nhồi máu ở vùng cầu não hoặc là dưới lều ấy, thì nếu mà các bác sĩ nội khoa thần kinh hoặc cấp cứu mà rất là nắm chắc về cái kỹ thuật ấy, thì người ta có thể nghĩ đến là cái nhồi máu đấy thuộc vào cái đoạn thân não, và thường là sẽ chỉ định chụp cộng hưởng từ bởi vì cộng hưởng từ nó sẽ nhạy hơn nhiều so với cắt lớp. Tuy nhiên là với cái phim chụp CT như này chúng ta có thể nhận định được là một cái vùng giảm tỷ trọng khá là rõ nằm ở vùng lệch về bên phải của cầu não, nó chiếm mất khoảng 1/3 theo cái diện tích của cái vùng cầu não với hành não và cuống tiểu não. Đấy, thì ngoài ra thì có một số các cái ổ nhồi máu cũ cũng thuộc vào cầu não, có hai cái chấm khá nhỏ, cái chấm này nó giảm tỷ trọng tương đương với cả dịch não tủy, thì nó sẽ xếp vào cái tổn thương mà nhồi máu cũ trong tiền sử. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy nhu mô não của bệnh nhân này teo rất là nhiều, các cái rãnh não, cuộn não rộng. Đấy. Cái vùng chất trắng ở các vùng trung tâm bắn bổ dục ở thùy trán đỉnh hai bên thì nó giảm tỷ trọng rộng, thì chứng tỏ là một cái bệnh nhân này trên nền một cái thiếu máu về động mạch não trong một thời gian rất là dài. Sở dĩ như vậy thì chúng ta nhìn thấy động mạch đốt sống ở bên phải, sơ vữa gần như là có cái những cái sơ vữa nó vòng tròn theo chu vi của động mạch đốt sống. Bên trái thì cái động mạch đốt sống chúng ta nhìn thấy nó rất là nhỏ, nó mỏng manh. Đấy. Đó. Thì ngoài ra thì cái động mạch cảnh đoạn xoang hang hai bên cũng đầy sơ vữa. Như vậy thì ở trên nền một cái sơ vữa rất là nặng và teo não cùng với cả thoái hóa chất trắng do thiếu máu động mạch, những cái nhánh vi mạch. Thì cái bệnh nhân này vào viện thì có lẽ là do cái tổn thương nhồi máu não ở vùng thân não đấy. Vâng. Vâng, còn những cái chuẩn đoán hình ảnh khác thì thầy có ý kiến gì không? Vâng, em cũng xin X-quang phổi này là... Có X-quang phổi em mở hộ danh. Vâng. Ở đây thì cũng bình luận thêm một chút về cái chuyện là đột quỵ não, tắc mạch. Thì chúng ta làm như này thì còn thiếu cái phim chụp là sau tiêm thuốc cản quang để khẳng định chắc chắn là có tắc mạch nào. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng đúng là như là thầy Thành đã nhận xét ấy, thấy những cái tụt điểm hoặc thấy những diễn biến nặng thì chúng ta cần phải chụp. Ví dụ như là lúc bây giờ ấy, ở những ngày sau triệu chứng và hình ảnh nó rõ nhiều so với hôm trước, hoặc là xuất hiện những cái xuất huyết trên nền, chuyển dạng trên nền một cái nhồi máu chẳng hạn, thì nó cũng là một cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân tụt điểm, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao là như vậy bằng các cái phim chụp. Có thể không có cộng hưởng từ nhưng CT là rất đủ cho những bệnh nhân này rồi. Về cái tình trạng hô hấp thì chúng ta có hai cái phim chụp bên trái có lẽ là cái phim sau và phim bên phải, và phim bên trái của màn hình thì có lẽ là cái phim sau, còn bên phải là phim trước. Thì chúng ta nhìn thấy là cái tổn thương phổi nó mờ hơn, các cái vùng phổi 1/3 giữa phổi phải, đáy phổi trái nó xuất hiện các cái đám mờ này thì cũng có thể là những cái ứ động dịch trên nền một cái bệnh nhân đang thở máy hoặc là cái bội nhiễm viêm phổi đang xảy ra ở bệnh nhân này. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy cơ. Mời ý kiến của thầy Dũng. Vâng, kính thưa thầy Thành và kính thưa các bạn đồng nghiệp. Thì cho mình hỏi một chút là bệnh nhân này thì cái trực khuẩn mủ xanh là mình cấy ra là ngày hôm nào mình nhỉ? Dạ, em thưa thầy là trực khuẩn mủ xanh là lấy mẫu vào hôm 16 và có kết quả vào hôm 19 ạ. Vâng, 16 mà như vậy thì đã có kết quả từ lâu rồi. Thì cho mình hỏi cái thứ hai là ở viện mình thì có làm được mix của trực khuẩn mủ xanh với colistin không ạ? Dạ, có, làm được mix ạ. Vâng, thế thì bệnh nhân này thì có được làm mix với colistin không ạ? Dạ, có mix với colistin mix vào hôm 19 luôn, một kết quả lớn hơn 1. Mix là kết quả trả là lớn hơn 1 ạ? Vâng.
Bình thường ấy thì mic mình cũng không bình thường cái kết quả mic thì bao giờ người ta cũng cho một con số cụ thể. Nên cái này mic lớn hơn 1 thì các bạn thử xem lại xem nó là số cụ thể là bao nhiêu, ví dụ như là 0,5, 0,3 rồi là 1 hay là làm cái số cụ thể nào đó. Cái thứ hai ấy, nếu mà bệnh nhân này mic là 1 thì đúng là cái việc mà các bạn điều trị bằng cái Meronem với Colistin nó sẽ khó khăn. Và bệnh nhân này thì mình thấy nổi bật lên ấy là cái tình trạng nhiễm trùng mình không kiểm soát được, bởi vì BCT của bệnh nhân tăng lên rất là cao. Như vậy thì cái cốt lõi của bệnh nhân này ở thời điểm bây giờ là mình làm sao mình phải kiểm soát được cái nhiễm trùng này của bệnh nhân. Thì theo mình ấy, để kiểm soát được cái nhiễm trùng của bệnh nhân ấy thì có hai việc mình phải làm. Cái việc thứ nhất ấy là mình phải cấy lại đờm một lần nữa xem có đúng là đợt này nó còn ra trực khuẩn mổ xanh hay không, hay là nó có thêm cái vi khuẩn nào khác hay không. Thì kinh nghiệm của bọn mình ấy thì thường khi mà cấy lại ấy thì khả năng nhiều nếu cái này lần trước cấy ra trực khuẩn mổ xanh thì đợt tới nó sẽ vẫn ra trực khuẩn mổ xanh. Và cái thứ hai ấy, nó thường ra các cái vi khuẩn nhiễm trùng muộn ở sau bệnh viện với những bệnh nhân mà nằm ở khoảng độ trên một tuần như bệnh nhân này. Thì hai cái vi khuẩn muộn mà mình hay gặp nhất ấy, đấy là cái Elizabeth King. Và chính những cái vi khuẩn này ấy, thì cái Colistin và cái Meronem thì lại không có tác dụng. Thế trong trường hợp bệnh nhân này nếu mà cấy ra đợt này mà vẫn ra trực khuẩn mổ xanh ấy, mà các bạn làm mic mà mic nó trên 1 ấy, thì để mà thì cái điều trị nó sẽ rất là khó khăn. Thì cái cách để mà giải quyết trong trường hợp này ấy, thì bên mình thì sẽ dùng cái thuốc khác, đấy nó gọi là Javicepta. Thì trong trường hợp mà và một cái kháng sinh mới để điều trị trực khuẩn mổ xanh này, chứ còn mình phối hợp cái Meronem với Colistin thì nó sẽ không hiệu quả. Như vậy thì để mà kiểm soát được nhiễm trùng bệnh nhân này thì mình phải cấy lại đờm và khả năng là mình phải thay đổi kháng sinh. Cái thứ hai ấy, nếu mà trong trường hợp là nó thêm các vi khuẩn nhiễm trùng muộn ví như Elizabeth King chẳng hạn, thì những cái đấy thường nhạy với Tavalix hoặc là Biceptone. Nhưng mà bệnh nhân này thì mình đã cho Tavalix nhưng mà thấy cũng không đáp ứng, thì nếu mà mình cấy ra thì khả năng mình sẽ phải dùng Biceptone thì mình kiểm soát được nhiễm trùng bệnh nhân này. Thì cái đối với bệnh nhân này nếu mà mình kiểm soát được nhiễm trùng thì mình mới kiểm soát được những vấn đề khác ví như suy thận, suy đa tạng chẳng hạn. Đấy thì là đấy là về mặt kháng sinh. Còn về mặt thở máy bệnh nhân này thì mình hỏi bệnh nhân này đã được mở khí quản chưa nhỉ, hay là vẫn đang thở máy đặt ống ạ? Dạ em thưa thầy là bệnh nhân được mở khí quản ạ. À vâng, thì bệnh nhân này đã được mở khí quản rồi thì mình nếu mà mình kiểm soát được nhiễm trùng ấy thì mình mới có khả năng mà bỏ máy sớm cho bệnh nhân được ạ. À, em xin hết ạ. Vâng, thế còn về điều trị của cái hồi sức tích cực này thầy còn ý kiến gì khác nữa không? Đấy trong sau ngoài cái bây giờ hôn mê đúng không? Có thể do nhồi máu não nhưng vẫn có thể do nguyên nhân khác. Đấy, thì thầy có ý kiến gì nữa không? Vâng, về cái ý thức của bệnh nhân ấy thì ở bệnh nhân này nếu mà có điều kiện ấy thì mình nên chụp lại cái cộng hưởng từ thì mình mới đánh giá chính xác được cái tổn thương. Bởi vì cái tổn thương ở vùng thân não thì cái cắt lớp mình nhìn rất là khó để đánh giá. Còn nếu mà mình chụp cộng hưởng từ thì mình sẽ đánh giá tổn thương rất là rõ và đồng thời cho mình cái tiên lượng về lâu dài cho bệnh nhân như thế nào. Thì đương nhiên ấy, mình chụp cộng từ chỉ giúp cho mình về mặt tiên lượng thôi, còn đối với về mặt điều trị trong cấp cứu thì không giúp mình gì được nhiều. Bởi vì trong cấp cứu ấy, mà điều trị các cái nhồi máu thân não thì chỉ có hai cái điều trị chính. Một là mình tiêu sợi huyết cho bệnh nhân, là nếu mà bệnh nhân vào sớm trong cái cửa sổ trước 4 tiếng rưỡi. Hai là trong cửa sổ 24 giờ, có nghĩa là ngoài 4 tiếng rưỡi thì mình có thể lấy huyết khối được. Đấy là hai cái mình điều trị được, nhưng cái cửa sổ của nó chỉ có 4 tiếng rưỡi và 24 giờ. Còn bệnh nhân này đến bây giờ đã 2 tuần rồi, cho nên là chụp cộng hưởng từ là ý nghĩa về mặt tiên lượng, còn nó không giúp ích về mặt điều trị cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn thầy Dũng. Vâng. Mấy ý kiến của hô hấp, mời cô. Em xin phép thầy Thành ạ, xin phép các thầy cô và anh chị, bạn bè đồng nghiệp ạ. Thực ra ở bệnh nhân này thì em cũng không có ý kiến gì nhiều, bởi vì thực ra bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ Dũng cũng đã cho ý kiến khá là đầy đủ rồi. Vì đây là một bệnh nhân thực ra rất là khó, là bệnh nhân đã an thần thở máy rất là lâu rồi, và trên nền một bệnh nhân nhồi máu thân não có rối loạn ý thức rất nhiều và rất nhiều các cái rối loạn nền đi cùng. Thì ở đây em hoàn toàn đồng ý về ý kiến của bác sĩ Dũng là mình nên thứ nhất là cấy lại đờm cho bệnh nhân, thứ hai là nên chụp lại để đánh giá cái tiên lượng về tổn thương não. Thứ nữa về phần hô hấp thì em xin có ý kiến như thế này, bởi vì bệnh nhân này đã mở khí quản rồi thì không biết là ở bệnh viện mình giờ đấy có thể soi phế quản cho bệnh nhân không, bởi vì hiện tại trên cái chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân ấy thì người ta có cái dấu hiệu tổn thương trên nhu mô phổi nó tăng là thứ nhất, thứ hai là ứ đọng của bệnh nhân này khá là nhiều. Đó, thì nếu được thì một trong những cái thăm dò mình có thể cân nhắc đấy là nội soi phế quản, vì nó sẽ giúp giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là không những lấy được bệnh phẩm đường hô hấp một cách chính xác, thứ hai là nó sẽ đánh giá các tổn thương trong lòng phế quản và giải phóng đường thở cho bệnh nhân. Ví dụ người ta ứ đọng đờm nhiều, người ta không thể ho khạc được thì mình có thể hút làm sạch đường thở, và những cái đấy thì nó chính là bệnh phẩm đường hô hấp để mình xét nghiệm luôn ạ.
Thì em chỉ xin có ý kiến như vậy thôi ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồng. Mời bác sĩ Hiền về thần kinh có ý kiến không? Vâng, em thưa thầy Thành, kính thưa các thầy, các bạn đồng nghiệp, thì em muốn hỏi là ở bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc thì ở đây các bạn đã tiêu sợi huyết hay đã lấy huyết khối đường động mạch được chưa ạ? Dạ, báo cáo cô thì bệnh viện Ngọc Lặc đã thực hiện được thủ thuật, được kỹ thuật tiêu sợi huyết nhưng mà chưa làm được lấy huyết khối ạ. Dạ vâng, bệnh nhân này thì là một bệnh nhân vào viện vì một cái đau ngực, bệnh nhân đang nằm viện thì xuất hiện đột quỵ, được tính là một cái đột quỵ nội viện ạ. Thì cái thời gian mà mình phát hiện ra đột quỵ cũng khá là sớm đúng không ạ? Cái thời điểm ngày 13 tháng 11 ấy ạ, từ khi bệnh nhân rối loạn ý thức đến khi mình phát hiện ra đột quỵ thì trong vòng khoảng bao giờ ạ? Dạ thưa cô là khoảng hơn 4 giờ. Hơn 4 giờ. Thế thì với một bệnh nhân đột quỵ não cấp thì bệnh nhân này có rối loạn ý thức này, có liệt nửa người, nếu được thì các bạn sẽ tính thang điểm NIT cho bệnh nhân ạ. Và nếu được tại thời điểm này thì ngoài chụp CT được, mình nên chụp cái CTA nữa cho bệnh nhân ạ. Để đánh giá xem có tắc mạch hay có vấn đề gì hay không ạ. Và hai nữa là bệnh nhân tại cái thời điểm mà bệnh nhân bị nặng lên ngày 16 tháng 10 ấy, thì mình nên, nếu được thì mình cũng nên chụp lại một cái CT cho bệnh nhân để đánh giá xem là cái nhồi máu não này có tiến triển hay không, hay là có một cái chuyển dạng, hay có một cái chảy máu não hay không ạ. Vì bệnh nhân này trên nền đang dùng, khởi đầu là bệnh nhân dùng ức chế ngưng tập tiểu cầu kép. Thế trên nền một bệnh nhân dùng ức chế ngưng tập tiểu cầu kép vẫn xảy ra đột quỵ thì mình phải xem lại là cái cơ chế gây ra đột quỵ có phải là sơ vữa hay là còn có các bệnh lý khác, ví dụ nguyên nhân từ tim mạch, vì bệnh nhân này có suy tim EF 40%, với lại là các bạn nhận xét thì cái điện tim, cái nhịp tim của các bệnh nhân thì không đều ạ. Thế nên hỏi là các bạn có bắt được cái cơn dung nhĩ cơn hay gì không ạ? Nhờ. Dạ thưa cô là không ạ, trên monitor thì không bắt được. Em chỉ có ý kiến đó là thứ nhất là cái tại thời điểm đầu tiên thì mình sẽ cân nhắc cái việc là xem bệnh nhân này có chỉ định tiêu sợi huyết hay không ạ. Hai nữa là cái thời điểm 16, ở ngày 16 khi mà bệnh nhân nặng lên thì mình sẽ chụp lại ít nhất là một cái CT ạ. Vâng. Còn tại đời điều trị tại thời điểm hiện tại thì chủ yếu là hồi sức cho bệnh nhân là chính. Và hai nữa là xin ý kiến bác sĩ Dương về việc dùng chống đông cho bệnh nhân. Vâng, chúng ta phải làm để tránh cái trường hợp nó lại nhồi máu tiếp. Vâng. Mời ý kiến của thầy Dương. Kính thưa giáo sư Thành, chủ tọa hội trần, tôi cũng đồng ý và cũng thấy các bác sĩ về các chuyên ngành đã nói rất là rõ ở bệnh nhân này rồi. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì bệnh nhân vào viện vì đau ngực, cho nên là nghĩ ngay đến là bệnh nhân có bệnh tim bởi vì nền tảng là bệnh nhân có tăng huyết áp và đái tháo đường. Tuy nhiên thì chưa kịp điều trị bệnh tim gì thì bệnh nhân đã xuất hiện đột quỵ, cho nên rất là khó. Thế thì về tim thì tôi nghĩ là các bạn chưa đủ dữ kiện để khẳng định xem là bệnh nhân này vào viện đau ngực đã có nhồi máu cơ tim cấp hay chưa. Bởi vì là siêu âm tim thì tôi thấy là DD những 67, EF 40, chắc là bệnh nhân này suy tim từ lâu rồi. Thì có thể trên nền tảng nó đã suy tim sẵn do suy tim đái tháo đường, suy tim do tăng huyết áp. Nhưng mà bệnh nhân vào đau ngực thì không loại trừ là một cái tình trạng nhồi máu cơ tim xảy ra trên cái nền tảng suy tim đó. Cho nên là tôi nghĩ là các bạn cần phải xem xét hai cái chỉ số là đánh giá troponin và biến đổi điện tim theo cái thời gian với troponin T. Thì chỉ hai cái chỉ số này nếu nó biến đổi theo thời gian mà tăng cùng tăng thì là có thể nghĩ đến một cái hội chứng vành cấp ở trên bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường. Thế nếu mà bệnh nhân có hội chứng vành cấp thì chúng ta mới cho được kháng tiểu cầu kép như các bạn đã cho là duplavin. Nhưng mà bệnh nhân sau một thời gian rất là ngắn nằm trong viện thì lại xuất hiện đột quỵ não. Thế thì phải mà các bạn thì mới chỉ chụp CT đã khẳng định là hoàn toàn là chỉ có nhồi máu não và lại không theo dõi được, cho nên là không khẳng định được là có xuất huyết chuyển dạng ở trong cái ổ nhồi máu hay không, và vẫn tiếp tục dùng duplavin thì tôi e rằng là chưa chắc chắn lắm. Thế thì đặt ra hai khả năng như này: nếu nhồi máu cơ tim cấp như các bạn đã chẩn đoán, tôi nhìn thuốc đây là tôi đoán các bạn chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, thì các bạn sẽ phải cho cả chống đông đường tiêm, ví dụ Lovenox chẳng hạn, nhưng đây là hoàn toàn không có. Như vậy là vẫn dè chừng. Thế nếu chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp mà kèm theo nhồi máu não thì cái việc cho thuốc là kháng tiểu kép là tôi hoàn toàn đúng. Nhưng mà bệnh nhân lại diễn biến nặng lên thì liệu có thể xảy ra một tình huống nữa là nhồi máu cơ tim cấp kèm theo là xuất huyết chuyển dạng hoặc là xuất huyết não do liên quan đến thuốc kháng kết tụ tiểu cầu hay không? Thì cái này các bạn sẽ cần phải làm rõ, và chắc chắn như bác sĩ Cương khẳng định là muốn khẳng định cái điều này ta nên chụp cộng hưởng từ lại.
Thế và ở bệnh này tôi đặt ra một cái băn khoăn nữa là bệnh nhân này thì tôi thấy là sau một thời gian điều trị thì thấy huyết tố giảm rất là nhiều, tiểu cầu cũng giảm, bạch cầu thì vẫn thế. Thế thì cái xuất huyết, cái tình trạng huyết tố giảm này có phải do nó xuất huyết ở đâu đó hay không? Thì tôi cũng chưa rõ được cái nguyên nhân này hay là do nó giảm ra trong tình cảnh bệnh suy đa tạng. Và không biết là theo ý kiến của bác sĩ Dũng xem là cái này có phải là tình trạng nặng mà nó làm giảm huyết tố không? Nếu giả định như là nó xuất huyết ở đâu đó mà lại vẫn cứ dùng Duoplavin thì có thể là một cái điều trị chưa hợp lý. Thế cho nên là ở bệnh nhân này thì để điều trị như thế nào bây giờ thì rất là khó trong cái tình huống là không đủ dữ kiện như này. Thì tôi lúc đấy tôi chỉ đặt ra hai cái tình huống là nếu nhồi máu cơ tim cấp mà kèm theo nhồi máu não thì các bạn điều trị cái này là ổn. Tuy nhiên cái thuốc về tim mạch thì các bạn nên không lựa chọn Covaxin vì bệnh nhân có suy thận rồi. Cho nên ta chuyển sang một cái nhóm thuốc khác, ví dụ như ức chế anti-1 hoặc là chặn kênh canxi, bởi vì vốn dĩ là bây giờ thì không còn lựa chọn nào khác. Nếu mà suy thận nữa thì ta không nên dùng cái nhóm ức chế men chuyển nữa. Thứ hai là chắc là các bác sĩ về đái đường cũng sẽ khuyến cáo là mới bệnh nhân nặng thế này thì cũng không nên dùng các cái thuốc để điều trị đái tháo đường đường viên nữa, mà chúng ta chuyển sang là chắc là tiêm insulin để cho nó đỡ nặng suy thận lên, mà suy thận nặng lên thì nó cũng làm cho bệnh tim nặng lên. Thế là về tim mạch thì tôi có ý kiến như vậy. Vâng, cảm ơn thầy Dương. Suy thận đang ở mức creatinine 325 đúng không? Vâng. Ý kiến của cô Hương. Vâng. Suy gan tăng lên. Kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy cô, thì về phần của em thì thầy Dương đã nói hết rồi ạ. Thực ra thì ở giai đoạn hiện tại thì em hoàn toàn đồng ý là các bạn sẽ kiểm soát đường máu bằng insulin tĩnh mạch. Thế còn giai đoạn đầu ấy, khi mà vào viện ấy, thì với bệnh nhân vào viện vì những cái đau ngực không ổn định mà chúng ta chưa tiên lượng được và cũng chưa thể xác định được là có ổn định hay không ổn định và chúng ta có cần can thiệp thủ thuật hay phẫu thuật hay không, thì chúng ta sẽ nên kiểm soát đường máu bằng insulin và không dùng thuốc viên trong giai đoạn này ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Hương. Ở Ngọc Lạc là chúng ta chưa có máy cộng từ đúng không ạ? Mới chỉ có CT thôi đúng không ạ? Dạ, ở viện Ngọc Lạc có máy cộng từ ạ. À, cộng từ. Vâng, thế thì chắc là nên chụp cộng từ được để vừa chẩn đoán và vừa tiên lượng được đúng không thầy Dũng? Vâng ạ. Mình chụp cái cộng từ để đánh giá xem như là thứ nhất là cái tổn thương như nào. Trên cộng từ nhìn đã rất là rõ. Thứ hai là có chảy máu chuyển dạng hay không. Vâng. Và thứ ba là cho mình cái kế hoạch dùng thuốc tiếp theo cho bệnh nhân. Vâng, tất nhiên là chụp cộng từ thì sẽ khó khăn hơn cho cái người hỗ trợ. Thông thường thì cái này chỉ có cái khó khăn là đưa đi chụp ấy. Vâng, đấy, khó khăn hơn nhiều so với chụp cắt lớp. Nhưng mà 12 tuần rồi huyết động bệnh nhân này ổn định thì hoàn toàn có thể chụp được. Nhưng vâng, mình ở đây mình vẫn chụp được vấn đề. Vâng. Cảm ơn thầy Dung. Cảm ơn các thầy cô. Xin mời ý kiến từ Ngọc Lạc. Vâng, trước hết là em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các thầy cô cho cái ca bệnh này ạ. Và em xin có một cái ý kiến tiếp theo, đấy là cái chiến lược của bệnh nhân này của bọn em. Và những ngày tiếp theo là như thế này thì các thầy đóng góp tiếp. Trước hết là em sẽ cho chụp về cái MRI sọ não, nếu có thể di chuyển được sang bên phòng thì em còn sẽ liên quan đến cái hệ thống máy thở nữa. Thứ hai nữa là em sẽ chụp lại cái CT phổi, chụp cái CT phổi để em đánh giá cái mức độ tổn thương của phổi và mức độ đông đặc của phổi ở phía dưới phổi bên phải. Và em ghi nhận ý kiến là cấy lại đờm để xem sự đáp ứng của kháng sinh và tìm vi khuẩn khác. Cái thứ ba nữa là em sẽ tiến hành sẽ cho soi và bơm rửa hút phế quản. Và cái này bọn em có máy, và trước đấy bọn em đã hút ngày thứ 5 rồi, đã hút một lần bơm rửa phế quản một lần rồi. Và cái này mở khí quản mới mở ngày hôm qua thôi. Và một cái ý kiến của em muốn xin hỏi ý kiến các thầy là đối với trường hợp này, cái bi lăng nhiễm trùng ở trên lâm sàng nhiệt độ mắt trong ngày chỉ có 38 độ năng loanh quanh thế thôi, còn huyết động hiện tại là dùng hai liều vận mạch thì liều thấp, đấy, nước tiểu tốt, gọi cái chỉ số là khá là ổn, thì theo các thầy thì có nên chọc cái dịch cầu tủy để chuẩn đoán thêm hay không, là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai này là cái vấn đề cái chống dùng cái chống đông tiếp theo cho bệnh nhân này. Là bây giờ ngày thứ 12 rồi thì cái chiến lược dùng chống đông như thế nào? Em xin ý kiến hết. Cảm ơn thầy cô. Vâng, chiến lược chống đông thì tôi nghĩ lúc nãy thầy Dương cũng vừa nói rồi đúng không? Chúng ta bắt buộc phải có một cái phim, phải có phim khẳng định là xuất huyết hay không, có xuất huyết chuyển dạng hay không thì lúc đó chúng ta mới điều chỉnh được cái phần chống đông, đúng không? Nên tốt nhất là hôm nay các thầy cho đi chụp ngay đi, xong rồi là qua cái hệ thống tele ICU chúng ta có thể hội chẩn ngay với khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đó. Để chúng ta điều chỉnh tiếp. Thế còn về phần chọc dịch não tủy thì cô Hiền có thêm ý kiến gì không ạ?
Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô. Thì với bệnh nhân này là một cái bệnh cảnh của đột quỵ não cấp. Hiện tại trên phim CT thì đang nghi ngờ là nhồi máu não của vùng thân não ấy, vùng thân não hố sau, với tất cả các triệu chứng mà các bạn mô tả như là bệnh nhân có liệt nửa người, có rối loạn ý thức các thứ, thì cái bệnh cảnh của đột quỵ não thì khá là rõ rồi ạ. Thì em nghĩ trong trường hợp này thì chưa cần thiết phải chọc dịch não tủy, hay bởi vì là khi bệnh nhân sốt thì có cả tình trạng viêm phổi cũng đã giải thích được, là cũng có thể đang lý giải được cái tình trạng sốt của bệnh nhân ạ. Vâng, bình thường các cô Hiền chọc dịch não tủy thì có phải điều chỉnh chống đông không? Có, bọn em khi chọc dịch não tủy thì ví dụ như là Lovenox phải dừng trước đấy 12 tiếng ạ. Các cái chống đông thế hệ mới thì cũng phải dừng trước đấy ít nhất là 48-72 giờ ạ. Với ức chế ngưng tập tiểu cầu thì aspirin thì sẽ có thể chọc ngay được, nhưng đua với Plavix, Clopidogrel thì phải dừng ít nhất là 3-5 ngày ạ. Nhưng mà chúng ta chắc tạm thời phải làm cái chuẩn đoán, đặc biệt là chuẩn đoán hình ảnh để xem là cái tiên lượng và cái diễn biến của người bệnh hiện tại nó đang ở tình trạng nào, sau đó chúng ta sẽ quyết định tiếp. Ngọc là còn có ý kiến không ạ? Dạ không ạ, em cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Ngọc Lặc và xin được chuyển sang đầu.